Bọn nào dâu ơi. Sáng của đây. Mưa trơn đuổi khó. Idol yên tâm, hiệp 2 tôi vào mồi bóng như idol sút. Idol là tiền đạo đúng không? Hiệp 2 tôi vào vậy mình giữa cho sợ gì. Ôi ăn mẹ rồi. Bọn này đá câu vây à? Đá đồ thua không? Không. Bỏ rồi à? Đâu, mấy hôm nay hò quá. Hôm lọ tác con vợ vào con expander đéo thấy nó nói năng gì. Cậy với lìn. Mình chờ mỗi vợ nó nói năng gì đấy để để vào việc. Đáng rồi, đéo thấy nó trả lời, cay thật. Thì đéo là nó lại thích con đấy, tại vì nó học con đấy ấy. Con đấy 220 à? Chạy một vạn thì đúng không? Tròn luôn. Một vạn thì khác đéo thì lốt đá nhở. Đời 221 nhưng mà đăng ký 22 à? Ít người dùng đúng không? Không phải, nó sản xuất có ít đô, à? Đô lên quanh 100 con. Đợt Tết đợt này là Tết bán con đủ đỏ. Thôi rồi. Đây là rẻ. Để ra Tết bán được ra Tết luôn đủ đỏ 6. Mới con này. Con này còn bây giờ còn bao nhiêu? Này là 6 năm cao tên. Cánh sau, cánh ra. Biên. Cánh về. Lên, phản công.
Khánh, Khánh chạy nhanh lên, Khánh nhanh. Trước mặt. Cánh đùi. Lên luôn nào, lên đều nào. Đá một mặt đây này. Giữa này. Ủa hiếu đấy. Ôi cho tay đây. Đá đi. Không, ôi mày cứ cắm ở trên đi, đéo mày lùi về đâu, cắm ở trên đi. Thấp chân thôi thì... Bọn ấy phệt phát lên luôn như... Đúng không? Đúng rồi. Một phệt lên luôn thì đỡ làm gì. Rồi, bọn ấy tính cho Khánh ghi bàn nhá. Giờ phải đổi không phải vua rượu đâu mà thành vua bán nữa. Ôi thì chết, bỏ mẹ nói vào đây nó nghe thì chết. Cho người ra đấy. Từ từ ai đổ ấy, đéo lên xem em đá gì cả. Xưa chưa có nồng độ cồn. Tụi mình lên. Ta về hết rồi. Tốt. Hay quá, ai đổ mình rồi. Quan sát quá.
em mình ai cầm bóng được mà, đá trước mặt nhau đi. Phi dài béo nhở. Ít thì kia. To hơn cả thằng bố rồi. Giao hở kia. Tốt. Cả đứa mà nó cũng hiểu mà.
Thì mẹ anh em đáng nhau bao nhiêu năm cổ cũng đéo hiểu ý em gì cả. Mẹ hơn người thua. Chơi gần mặt đi, sân 32 phút cuối đúng không? Bù giờ. À, các cậu ấy giữ nút để vào hiệp phụ để các cậu ấy đá. Mẹ lúc đấy là phải dồn lên mà vãi. Gì nữa? Hơn người phập. Sút. Sút đi. Khánh ơi. Khánh đã sút. Quả bóng đấy có góc chân như thế mà không sút. Đá đi. Đéo ở đứng gió lạnh lạnh nhở. Không dễ đâu. Làm sai nó phải ít thôi. Chạy giật lên gần nhau là chạy gần nhau vào. Một quay một, ai đã? Sao đây con?
Đứa nó bốn thằng phất nằm thì dài, mình ở trên rồi, mình ở giữa đông đá giữa này. Đứng trước mặt thôi, không được, đứng trước mặt thôi. Béo là sức dượt nó bị yếu đi mà. Lùn nhất sân của anh đầu hay thế nhở? À vẫn cao hơn đường Lộc. Lấy vào giữa gôn. Này thì bỏ này. Sút. Không sút. Sút. Lại thì còn ơi. Để em. Em sút cột hai. Nhất giờ này rượu nhiều quá.
dài lên. Ôi, điều bóng khó thế. Đúng rồi. Bộ. Ờ, đá đi, đá đi, không sao cả, đá đi. Cú bắt tốt nhờ. Hảo, hảo.
Ô Thảo ơi, hay quá. Thật. Tôi quay nhiều video không cứ đá đây, chỉ đá đây. Đéo đá đập nhỏ đi vào rồi nó xuống rồi một tí rồi nó xuống. Mình chạy đi, mình chạy giả, mình chạy đi. Mình phải hảo, hảo đéo được ý hảo nhờ. Tốt quá, thì mẹ chuyển vào bóng hay quá. Kết quả thì Việt Nam thua 3-2. Thân người lợi thế mà thua nhỉ? Đánh cướp. Thôi tao nói rồi. Buộc đi đã.
không nghe con? Chú đang quay phim trực tiếp rồi con này. Xem nôn luôn. Anh trọng tài ơi, biên đỏ mà. Về lộc, về lộc. Ui hỏng rồi. Tí nữa thì cứ để anh em là trước đi. Đấy cho Jackie vào là trước đi. Bố bố tăng trước đi bố. Đó. Bên nào ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.